Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây ghi lại hình ảnh một nữ tài xế đi xe máy ngược chiều trên đường Vành Đai 3 trên cao Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Liên quan đến vụ việc trên, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh để mời nữ tài xế lên làm việc. Theo đoạn clip hình ảnh nữ tài xế điều khiển xe máy đi ngược chiều ở đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo hình ảnh trong clip, nữ tài xế không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi ngược chiều khoảng 800m từ đường Vành Đai 3 trên cao xuống đường Phạm Hùng. Dù đi ngược chiều nhưng nữ tài xế lại đi ở làn đường ngoài cùng, sát với giải phân cách giữa, đối đầu với ô tô đang đi đúng chiều đường.